Chào tất cả các bạn. Thì ở clip này điện tử Minh Thư sẽ test lại cho các bạn cái mạch loa mạch D718 và B688. Thì bạn nào chưa xem clip làm mạch này thì có đường link bên dưới, thì bạn click vào và xem clip nha. Nếu thấy hay thì like, share và đăng ký kênh để cập nhật những video mới. Cảm ơn các bạn. Thì mình đang sử dụng trên cặp loa của loa Encore F200. Đây mình bàn nhỏ lại và lớn lên. Bạn cũng biết thì cặp loa này có công suất là 15W một bên, là hai con là 30W nha. Mình nghe thấy nó chạy hết công suất đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đo điện áp cho các bạn xem. Đó, các bạn có thể quan sát 12,0 mấy volt. Rồi và bây giờ sẽ đo dòng cho các bạn xem nhé. Mình để thang đo 20A. Đó, dòng 1,1 ampere đó. 1,1 ampere. Vâng, và clip kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.